Chưa ở lưng rồi.
tay của cháu không vấn đề, tức là thầy cô sẽ cho cháu thuốc bôi, cháu sẽ ổn sớm. Cái này chung dạ dày cháu cũng bị viêm dạ dày. Viêm dạ dày thì cô chỉ cho cháu thuốc bôi thôi mà, bố thuốc cao không phải dạ dày. Nên cháu uống thuốc sắt thì cô cho cháu uống thuốc điều trị cả dạ dày luôn. Nhưng mà bây giờ thì không sắp được thì mình cứ điều trị từng cái một đã nhá. Thế nào đi về quê thì bảo cô. Thế thuốc dạ dày cháu đang uống gì rồi? Dạy cũng kiểu thuốc tây nhưng mà cháu bỏ thuốc dạ dày nữa. Không uống vì nhớ lại trong năm giờ lắm là gì. Thế bây giờ cháu đang không dùng cái gì? Thế dạ dày hiện tại là bị triệu chứng như thế nào? Mất nhiều gì cứ vướng nghẹn đi mà trào ngược. Ừ, tức là nó chỉ bị trào ngược. Trào ngược hay sao rồi? Nó bị nhẹ. Ờ, sao thì là viêm viêm dạ dày trào ngược, viêm thực quản. Thế thì người ta sẽ cho thoát thuốc chứ? Vâng, có thoát thuốc nhưng mà cháu kiểu đang bị ngứa cho nên ngừng. Thế giờ cô hỏi, cháu bị dạ dày trước hay là cháu bị ngứa trước? Dạ dày trước. Dạ dày trước, xong rồi cháu bác sĩ kê được cái đơn, xong rồi về đồ uống, xong rồi cháu bị ngứa. Có đúng không? Vâng. Thế bác sĩ kê có mấy loại thuốc, có thể là cháu bị ngứa nên là cháu dị ứng với một trong số những loại thuốc dạ dày đấy. Cháu hiểu ý cô không? Đấy, cô bảo có cái gì lạ không thì cháu không nói, chứ nó không hiểu kỹ. Thế nhá, thì trong cái đấy có thể là cháu uống kháng sinh, có mấy loại kháng sinh đấy thì cháu bị dị ứng với một trong số thì có thể nhé. Tức là bởi vì cũng không biết là chính xác cháu uống bao lâu sau thì cháu bị ngứa, tương tự như thế nào. Nhưng mà trong số đấy có thể là cháu dị ứng với một loại kháng sinh, bởi vì nếu như mà viêm như này bao giờ tạo cho hai loại kháng sinh kết hợp đúng không? Cháu ơi, về cháu bôi thuốc này không biết là dừng toàn bộ các thuốc cháu đang dùng lại nhá. Là thứ nhất, và thứ hai nữa là cháu không dùng xà phòng, tiêu tuyệt đối xà phòng chưa tắm, nhưng không ăn thịt gà đồ tay nhiều như thế nào.